sections gian hàng bakery section gian hàng bánh mì bánh ngọt baked good gian hàng bánh mì bánh ngọt fresh meat counter quầy thịt tươi sống Frozen meat counter. Quầy thịt đông lạnh. Fish section. Gian đồ thủy sản. Poultry section. Gian hàng thịt gia cầm. Dairy section. Gian hàng sữa và các chế phẩm từ sữa. Fruit and vegetable section. Gian hàng hoa quả và rau xanh. Canned goods section. Gian hàng đồ đóng lon, đóng hộp. Paper product. Văn phòng phẩm. Jelly section, quầy bán đồ ăn nhanh. Candy section, quầy bán bánh kẹo. Beverages section, gian hàng đồ uống. Soft drinks section, gian đồ uống không chứa cồn. Pet food section. Gian hàng đồ ăn cho thú cưng. Cosmetics section. Gian bán mỹ phẩm. Household items section. Gian bán đồ gia dụng. Checkout counter. Quầy tính tiền từ vựng thông dụng liên quan manager quản lý customer khách hàng hopping cart xe đầy aisle dãy hàng Hopping basket. Giò đi chợ. Plastic bag. Túi ni lông. Cash register. Máy tính tiền. Checker. Người tính tiền. Receipt. Hóa đơn. cash Tiền mặt credit card Thẻ tín dụng refund Trả lại tiền line queue xếp hàng conveyor belt Băng tải đồ Kale. Chiếc cân đĩa. Freezer. Máy làm lạnh. Ale. Giảm giá. Torridge. Kho hàng. Hội thoại. While shopping in the supermarket, Jane meets her friend Tunny. Trong khi đang đi siêu thị, Jane gặp người bạn Tani của cô ấy. Jane. Hello Tani. How are you? Jane. Chào Tani. Cậu có khỏe không? Tani. I am fine. Thank you. What are you doing here? Tani. Cảm ơn cậu. Tớ khỏe. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Jane. I need to buy rice and also some fish for the dinner. Can you show me where to find fish in the store? Tunny. Zen. Tớ cần mua gạo và một ít cá cho bữa tối. Cậu có thể dẫn tớ tới chỗ bày cá trong cửa hàng không? Tunny. Tunny. Do you want to buy fresh fish, frozen or tinned fish? Tunny. Cậu muốn mua cá tươi. Cá đông lạnh hay đóng hộp. Jane, I am wanting tins of tuna. Zen, Tớ muốn mua cá ngừ đóng hộp. Tunny. They are stacked in the canned goods section in aisle 19, the middle of the shelf. I used to work here on Saturdays a little while ago, so I remember where most products are displayed. Tunny. chúng được xếp ở gian đồ đóng hộp tại dãy hàng số 19. Ở giữa kệ hàng, tớ từng làm việc ở đây vào thứ bảy hàng tuần một thời gian trước nên tớ nhớ vị trí của hầu hết các sản phẩm ở đây. Jane. Great. I notice that they keep changing the position of goods and I find that confusing and very time, consuming. Jane. Tuyệt tớ để ý rằng họ hay thay đổi vị trí của hàng hóa và tớ thấy như thế thật lẫn lộn và mất thời gian. Tunny. Yes. I agree. Here are the tins of tuna. Next to the pilchards. Tunny. ừ. Tớ cũng thấy thế. cá ngừ đóng hộp đây rồi. Cạnh cá mòi luôn. Jane. That's handy. I'll buy some pilchards as well. My cats love pilchards in tomato sauce. Zen, thật là tiện. Tớ sẽ mua vài hộp cá mòi nữa. Mèo của tớ thích cá mòi sốt cà chua lắm. Tony, uh, I will come to the fruit and vegetable section to buy some apples and broccoli. Do you want to go with me? Tunny, uh, tớ sẽ đến gian hàng hoa quả và rau để mua một ít táo và súp lơ. Cậu muốn đi với tớ không? Jane. Yes, where it I? Jane. Có. Nó ở đâu? Tunny. Right here. It's opposite with the dairy section in aisle 5. Tunny. Ngay đây. Đối diện với gian hàng sữa và các sản phẩm từ sữa ở dãy hàng số 5. Jane. Yeah. I see. Zen, yeah, tớ thấy rồi. Tunny, I have finished shopping, so we'll go and pay at the checkout. Tunny, tớ mua đủ rồi, tớ đến quầy thanh toán đây. Jane, I have some other things to buy. Thank you for your help. See you soon. Zen, tớ còn mua một số đồ nữa. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Hẹn gặp lại cậu sớm nha. Tannie, goodbye. Hope you find all the other things that you need. Tannie, tạm biệt. Hy vọng cậu sẽ tìm mua được hết những đồ còn lại.